Cái sàn Motobit nha các bạn, để mình có thể mua, để mình có thể giao dịch Clipple mua bán BTC về Việt Nam đồng trên tất cả các đồng coin trên mạng các bạn, tất cả các bạn. Mà mình hướng dẫn các bạn nha, các bạn nhấp vào ba dấu gạch nè. Rồi các bạn tải về một cái app cho Android hoặc là iOS nha các bạn. Có hai hai điều hành, các bạn nhấp vào đây, bạn bị play, các bạn tải về nha các bạn. Rồi sau khi các bạn tải về xong rồi, các bạn mở cái app Motobit lên. Rồi các bạn nhấp vào thông tin của tôi nha các bạn. Rồi các bạn nhấp vào KYC level 2 nha các bạn. Mình hướng dẫn các bạn KYC tới level 4 nặng. Nó có chương trình này góp là nhận 100 đô miễn phí. Hiện giờ mình đang KYC level 2 nha các bạn. Là xác thực mail rồi xác thực SMS đó các bạn, là level 2 rồi. Tới xác thực level 3 các bạn bấm vào đăng ký nè. Video này, một cái sàn Motobit này nó họ nhà tên, nếu thông tin cá nhân. Rồi mình hướng dẫn các bạn. Đầu tiên thì các bạn chọn vào tên nè. Vui lòng nhập tên của bạn. Các bạn tên mình tên ảnh, mình ghi tên anh nha các bạn. Họ Quỳnh Văn nha các bạn. Rồi vui lòng chọn ngày sinh nha các bạn, mình chọn ngày sinh của mình vào nha các bạn. Mình ngày 22 tháng 3. Các bạn lướt xuống 5991. Video sau mình sẽ hướng dẫn khi nào cái sàn này mở, mình sẽ hướng dẫn các bạn mua bán tất cả các đồng coin nha các bạn. Ngày 22. Tháng 3. Năm 1991. 7 85 96 3 9 2 1. Ngày 2 tháng 6 chứ. Rồi các bạn bấm xác nhận nha các bạn. Rồi quốc gia Việt Nam các bạn, bỏ thinh nha các bạn, bấm tiếp theo. KYC email. Trời. Anh chụp chứng minh nhân dân demo có thể quay bằng, có thể thay bằng hộ chiếu. Dán demo giấy vào. Dán demo vào chứng minh nhân dân. Trên demo phải ghi rõ yêu cầu KYC email thành viên ngày. Nếu bạn đã hết hạn không cần dán kèm memo thì anh cũng có thể bị từ chối. Nếu thành viên tại ảnh hộ chiếu thay vì chứng minh nhân dân, quá trình xác thực sẽ được xử lý nhanh hơn. Rồi các bạn ghi trời. Cái này có ảnh một các bạn ơi, đi phần các bạn để mình coi các bạn. Dán demo vào chứng minh nhân dân. Rồi bạn cầm một cái tờ giấy, bạn ghi chữ KYC request email của mình nha các bạn. Rồi 5 gạch 5 gạch gạch 5 gạch tháng gạch ngày nha các bạn. Nếu mà nếu không chấp nhận thì các bạn đổi lời gạch 5 gạch ngày gạch tháng nha các bạn. Bây giờ các bạn cứ ghi gạch 5 gạch tháng gạch ngày đi. Gạch 5 gạch tháng gạch ngày. Rồi với cầm một cái tải lên một cái giấy chứng minh nhân dân mặt trước của mình nha các bạn, hoặc là một tờ giấy passport nha các bạn. Rồi các bạn chụp ảnh rồi các bạn gỡ nha các bạn. Để mình chụp ảnh mình gỡ sau nha các bạn. Là sau khi xong gỡ xong level 3 thì các bạn vào đây mà xác thực mã OTP nha các bạn. Bạn cần để tiến hành rút tiền điện tử. Là xác minh số điện thoại của mình nha các bạn. Là KYC level 4 thành công thì các bạn có thể nhận chương trình iGov của nó giới thiệu nạp tiền điện tử, mua nhanh rút tiền điện tử, nạp tiền mua nhanh thì để video mình KYC xong, video sau mình sẽ hướng dẫn các bạn nạp tiền Việt Nam đồng vào để mua tiền điện tử, hoặc là có được những cái đồng coin như BTC, TH của mình có thể bán về Việt Nam đồng các bạn khi nào cái sàn này mở các bạn.
Vậy mình chào tạm biệt tất cả các bạn các bạn. Mọi thắc mắc gì không hiểu các bạn cứ để lại comment dưới, mình sẽ trả lời cho các bạn. Và mình cũng cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi video này của mình. Các bạn nhớ like và subscribe của mình để cập nhật những clip tiếp theo. Vậy chào tạm biệt tất cả các bạn ạ.